Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Cảnh báo mưa dông trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Covid-19 khiến vựa lay ơn lớn nhất nước ế ẩm, rớt giá xuống đáy. Hải Dương hỗ trợ tiêu thụ nông sản mùa dịch. Không tổ chức khai hội chùa Hương năm 2021. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 2, tức ngày 27 và 28 tháng Chạp, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với quá trình hội tụ gió ở độ cao khoảng 5.000 m, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mặc dù dông lốc xảy ra trước Tết có cường độ không mạnh như thời điểm năm 2020, tuy nhiên cần phải đề phòng có nơi xảy ra lốc và gió giật mạnh sau một chuỗi ngày liên tục ấm và ẩm. Đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng có lốc sét và mưa đá. Năm nay, nông dân trồng hoa lay ơn ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng phấn khởi vì hoa phát triển tốt và nở đúng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Niềm vui chưa được bao lâu, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại ở một số tỉnh thành phố phía Bắc. Các đơn hàng bị hủy bỏ, giá hoa lay ơn sụt giảm mạnh, ảnh hưởng nhiều đến nông dân trồng hoa nơi đây. Gia đình ông Cờ Hùng, thôn Cờ Long, xã Hiệp An có 3 sào trồng hoa lay ơn với trên 70.000 cây. Nhờ đầu tư chăm sóc tốt, vườn hoa của gia đình ông rất ưng ý, nở đúng dịp Tết Tân Sửu. Mấy ngày trước, giá hoa khá ổn định, từ 250 đến 300.000 đồng trên 100 cây. Nhưng từ ngày 29 tháng 1, giá hoa lay ơn giảm sâu, chỉ 50 đến 150.000 đồng trên 100 cây và đang có chiều hướng giảm nữa. Hiện tại thì bây giờ đang có dịch nhưng mà thấy giá hôm nay là 5 đến 10.000 một cái bình bông. Đâm ra là gia đình tôi, người dân ở trong này thì nói chung là ai cũng bị lo lắng. Tại vì cái giá cả như thế này thì không thể là đủ chi phí. Nếu mà giá xuống sâu thì chắc chắn là bà con sẽ phá vườn và chịu lỗ, thì bây giờ biết sao. Còn gia đình chị Trần Thị Thu Thảo dồn tất cả vốn liếng trên 100 triệu đồng đầu tư trồng hoa lay ơn phục vụ Tết Nguyên đán. Không ngờ dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở phía Bắc, các đơn hàng bị hủy bỏ, gia đình chị Thảo cũng không biết xử lý như thế nào. Tại giá bông dân rất là thấp, cho nên là nhà vườn đầu tư theo cái giá này thì không có lời. Cho nhà vườn mà giá cả kiểu này thì rất nặng cho nhà vườn, cho nên là mong giá cả tới thì nó sẽ được giá hơn. Để cho bà nhà vườn mình có cái Tết được vui vẻ, chứ còn kiểu này thì đâu có đủ tiền chi trả cho các thứ mà mình chi ra. Hiện tại giờ là đóng chứ chưa biết đi tỉnh nào nữa, hiện giờ là phải Covid đó. Mình chưa biết để cái hướng mình đi về đâu nữa. Đơn đặt hàng thì nói chung là Hà Nội năm nay là quỹ đơn hàng nhiều. Mình cũng mong cô bác làm ra cái sản phẩm để bán cho nó được giá, nó ổn định. Chứ cái giá mà bấp bênh chỗ này là nhà vườn mệt lắm. Nông dân Hiệp An lao đao vì hoa lay ơn rớt giá. Nếu giá hoa không được cải thiện, người dân sẽ rơi vào tình cảnh khốn khó, nợ nần. Đó cũng là thực trạng chung đối với nhiều nông dân trồng hoa phục vụ Tết Tân Sửu 2021 ở các địa phương khác. Với mục đích kết nối tiêu thụ sản phẩm thịt lợn an toàn cho người nông dân, chuỗi siêu thị MM Mega Market đã kết hợp với công ty thực phẩm Song Đạt và 3 hợp tác xã chăn nuôi tại tỉnh Hưng Yên hình thành chuỗi tiêu thụ sản phẩm thịt lợn Việt Gáp, bước đầu đã đem lại hiệu quả. Hôm nay, anh Nguyễn Quang Thực, thành viên hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi nông nghiệp Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, phấn khởi xuất chuồng hơn 2 tấn lợn hơi cho công ty thực phẩm Song Đạt ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội với giá cao hơn so với thị trường. Đây là đàn lợn được nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp và được các đơn vị thu mua tiêu thụ trực tiếp giám sát trong quá trình chăn nuôi. Khi mới Song Đạt thì nếu so với cái mức tiêu thụ để ổn định so với giá thị trường thì nó có khó cao hơn thị trường, nhưng rất ngặt nghèo về cái khâu như vậy là chế độ nuôi của con lợn. Nuôi là phải làm vaccine đầy đủ và chế độ cho ăn cám của từng giai đoạn, chứ không thể bừa bãi được. Trước khi họ bắt lợn này, họ về họ test, họ lấy mẫu đủ tiêu chuẩn thì là họ mới nhập ạ. Các hợp tác xã tại Hưng Yên cung cấp thịt lợn được gắn dây đai ở chân, truy xuất nguồn gốc theo từng hộ nuôi, sau đó chuyển đến công ty thực phẩm Song Đạt đảm nhận khâu giết mổ, sơ chế. Siêu thị
MM Mega Market tiêu thụ sản phẩm. Từ ngày công ty Song Đạt ký hợp đồng với MM Market thì công ty Song Đạt đã tiêu thụ của ba hợp tác xã bên Hưng Yên là khoảng độ từ 50 đến 55 tấn lợn. Chất lượng lợn thì rõ nguồn gốc xuất xứ đồng hoàng. Theo ký kết, công ty sẽ thu mua sản lượng khoảng 60 tấn một tháng. Sản phẩm được bày bán tại hệ thống cung cấp của MM Mega Market. Sản phẩm thuộc chuỗi sẽ được thu mua cao hơn giá của thị trường 2.000 đồng một kg. Thì các cái sản phẩm này thì được gắn cái tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ nơi chăn nuôi đến khu giết mổ và cái sản phẩm này đến người tiêu dùng. Thì các cái thông tin đấy được minh bạch, công khai, các cái quy trình sản xuất. Người tiêu dùng thì dễ dàng truy cập vào cái hệ thống thông tin qua hệ thống hichec.net.vn của tỉnh, qua cái điện thoại thông minh, tạo cái niềm tin cho người tiêu dùng. Và các cái chuỗi giá trị thì ngày một ổn định hơn và người chăn nuôi thì sẽ có cái kế hoạch sản xuất lâu dài và cũng là hình thức để mang lại cái giá trị. Việc hợp tác này là một bước tiến bộ vượt bậc, tạo ra một mô hình chuỗi giá trị liên kết với mục đích chính là cung cấp nguồn thực phẩm, thịt lợn, giàu dinh dưỡng. Người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng, mọi lúc, mọi nơi, thông tin minh bạch, uy tín, đồng thời tạo đầu ra ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Những ngày cuối năm ở làng Đào Phai Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, du khách như lạc vào khu cảnh quan thiên nhiên vô cùng đặc sắc. Xanh tứa những đồi cao bạt ngàn xanh mát là những vườn đào phai được người dân trồng từ nhiều năm nay. Thời điểm này cũng là cao điểm vụ Tết của người dân trồng đào. Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe về đây thu mua phục vụ người dân đón Tết. Từ hàng chục năm nay, cây đào phai đã trở thành cây trồng chủ lực trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của xã Đông Sơn. Cây đào được chăm sóc tỉ mỉ, cẩn trọng, trổ nhiều nụ và hoa cánh to, đều, với màu sắc hồng phai đặc trưng của đào Đông Sơn. Giá bán dao động từ 600.000 đến 1 triệu đồng một gốc, cá biệt có gốc lên tới 2 triệu đồng. Người mua có thể cắt đào từ gốc hoặc có thể đào cả gốc về trồng lâu dài. Nghề trồng đào ở Đông Sơn được coi là nghề truyền thống của người dân trong xã. Tổng diện tích trồng đào đã có hơn 125 hectare, mang lại nguồn thu khoảng 20 tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ tiêu thụ trong tỉnh, đào phai Đông Sơn còn được thương lái từ nhiều tỉnh, thành phố đến thu mua như Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình. Để tiếp tục phát triển các làng nghề trồng đào phai, thời gian tới, xã Đông Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm cây đào, trồng những cây đào thế có giá trị kinh tế cao hơn, mang lại thu nhập cho nhân dân trong xã. Hiện dịch COVID-19 đang tác động không nhỏ tới việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh Hải Dương. Vì vậy, các cơ quan chức năng của tỉnh đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi, đặc biệt là tại các vùng bị phong tỏa cách ly. Khoảng một tuần nay, tại công ty cổ phần nông sản Hưng Việt tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, lượng công nhân giảm khoảng 70%, khiến doanh nghiệp gặp khó trong việc thu mua và sơ chế rau củ quả. Kho lạnh có thể chứa đến 2.000 tấn rau củ, nhưng hiện cũng đã gần đầy. Thu mua về thì tất cả đưa vào sơ chế bảo quản để tiêu thụ ấy, thì lại xe thì họ cứ thấy Hải Dương là họ không về. Chính ở đó mà ấy vận chuyển đi cũng gặp khó nữa. Gần Tết, dịch COVID bùng phát tại thành phố Chí Linh khiến nơi này phải thực hiện phong tỏa cách ly y tế từ ngày 28 tháng 1. Nhiều hộ dân tại đây hiện đang nuôi hơn 1,2 triệu con gà đồi để bán vào dịp Tết nhưng không tiêu thụ được. Trước khó khăn đó, ngành nông nghiệp đã kết nối với doanh nghiệp hỗ trợ kiểm dịch viên, hướng dẫn khử trùng cho người, phương tiện chuyên chở và gia cầm, sản phẩm chăn nuôi để tìm hướng tiêu thụ. Công ty sẽ giúp người dân thu mua để cho qua cái mùa dịch COVID. Những ngày tiếp theo chúng tôi cố gắng mỗi ngày bán khoảng 1.000 hơn 1.000 con. Là giá 45.000 một cân theo giá thị trường. Ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương cũng đã hướng dẫn người dân khi sản xuất và thu hoạch nông sản đều phải đảm bảo sức khỏe, tuân thủ đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách. Nhờ nỗ lực của ngành nông nghiệp Hải Dương, ngay tối 30 tháng 1, các doanh nghiệp đã thu mua khoảng 200 tấn cà rốt cho nông dân thành phố Chí Linh. Từ ngày 1 tháng 2, mỗi ngày có khoảng 20 xe container vào thu mua tiêu thụ cà rốt, khoảng 30.000 con gà đồi cũng đã được tiêu thụ.
Ngay trong chiều ngày 2 tháng 2, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tạo điều kiện trong vận chuyển hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm và tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp và nông dân Hải Dương, có phương án cấp logo cho các phương tiện của tổ chức cá nhân trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch trong quá trình lưu thông. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết mùa lễ hội năm 2021 sẽ không tổ chức lễ khai hội chùa Hương vào ngày 17 tháng 2, tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, huyện Mỹ Đức chỉ duy trì đón khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể khu di tích thắng cảnh Hương Sơn Chùa Hương. Khách tham quan được yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trong trường hợp tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn cho du khách, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức sẽ dừng việc đón du khách tham quan lễ hội Chùa Hương. Huyện Mê Linh cũng đã quyết định không tổ chức lễ hội đền Hai Bà Trưng và các lễ hội khác trên địa bàn huyện trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Đối với lễ hội sóng tại Đền Sóc, huyện Sóc Sơn cũng chủ trương không tổ chức phần hội, chỉ tổ chức phần lễ với các nghi thức truyền thống. Mỗi khi dịch COVID-19 quay trở lại, tâm lý người dân cũng trở nên lo lắng hơn. Thời tiết lạnh cũng dễ khiến nhiều người cảm thấy hoang mang hơn khi bị cúm hoặc cảm lạnh. Phân biệt COVID-19 với cúm và cảm lạnh, thông tin không mới nhưng hữu ích cho mọi người vào thời điểm này. Covid, cúm và cảm lạnh thông thường có triệu chứng bệnh khá giống nhau như đau họng, mệt mỏi và ho khan. Tuy nhiên ở người nhiễm Covid-19 thường không bị sổ mũi hay hắt hơi nhiều. Cụ thể như sau. Các triệu chứng phổ biến của Covid-19 gồm sốt, ho khan, khó thở. Người nhiễm ít có cảm giác đau họng, đau đầu, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, không xuất hiện triệu chứng hắt hơi, chảy nước mũi. Trong khi đó, cảm cúm thông thường, dấu hiệu phổ biến là sốt, ho khan, đau họng, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, có chảy nước mũi nhưng không hắt hơi. Người bệnh không xuất hiện triệu chứng khó thở. Nếu cảm lạnh, người bệnh sẽ cảm thấy đau họng, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, không xuất hiện triệu chứng khó thở. Như vậy, bạn có thể phân biệt COVID-19 với các bệnh khác với triệu chứng rõ ràng nhất là sốt, ho khan và khó thở. Nếu bạn bị hắt hơi hay sổ mũi, nhiều khả năng bạn không bị nhiễm COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm trưởng Ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm công điện số 1711 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân năm 2021. Trong đó phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, chú ý thực hiện nghiêm đã uống rượu bia là không lái xe. Và 5K trong phòng chống dịch COVID-19, khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng yêu cầu tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông, người tham gia giao thông không đeo khẩu trang, cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Từ đầu năm 2021, bệnh nhân có bảo hiểm y tế vượt tuyến lên thẳng các bệnh viện tuyến trên để điều trị nội trú tăng khoảng 10%, tập trung chủ yếu vào các bệnh mãn tính và sản nhi. Mặc dù người dân được hưởng lợi và không mất thời gian chuyển tuyến, tuy nhiên nguy cơ quá tải tuyến tỉnh, thành phố là hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có những tiêu chí rõ ràng để người dân hiểu đúng về chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế. Không cần giấy chuyển tuyến và được hưởng 100% bảo hiểm y tế là nguyên nhân khiến nhiều bệnh nhân cần phải điều trị nội trú đã vượt tuyến lên tỉnh, thành phố, đặc biệt là những bệnh nhân điều trị các bệnh lý nền, mãn tính. Với nhiều người dân, quy định này đã giúp họ có nhiều sự lựa chọn nơi khám chữa bệnh hơn. Để tránh tình trạng quá tải, bội chi và tránh các ca bệnh có thể điều trị nội trú ở tuyến dưới mà vẫn vượt tuyến, các bệnh viện đề xuất nên có những tiêu chí quy định rõ ràng, từ đó để người dân cũng hiểu đúng hơn về chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế. Hiện nay, các trung tâm y tế huyện đã triển khai được nhiều kỹ thuật khó, đáp ứng nhu cầu của người bệnh và hội chẩn qua hệ thống telehealth với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành. Vì vậy, người dân nên cân nhắc khi vượt tuyến để điều trị bệnh, tránh gây tình trạng quá tải cho tuyến trên. Bản Lấy là bản nghèo của xã biên giới Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Nơi đây có 100% dân số là đồng bào người Mông sinh sống. Theo phong tục tập quán, Tết Nguyên đán đến cũng là lúc người Mông đã ăn Tết xong, bởi Tết của đồng bào Mông sớm hơn một tháng.
Để góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng vùng biên cương của Tổ quốc, chính quyền địa phương cùng các lực lượng đóng quân trên địa bàn đã tổ chức cho người Mông vui xuân đón Tết. Ngày hội xuân của những người dân tộc Mông tại Bản Lái, xã Tân Xuân. Cũng nhân dịp này, chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng đã tặng hàng trăm suất quà cho những gia đình khó khăn, gia đình chính sách. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc do dân bản và chính quyền địa phương và các chiến sĩ biên phòng cùng tham gia đã thực sự trở thành ngày hội lớn, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Sơn La, thắt chặt thêm tình quân dân vùng biên cương ngày càng ấm áp bền lâu. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ thực hiện chương trình giảm giá vé đến 15% đối với các đoàn tàu thống nhất xuất phát tại Hà Nội Vinh giai đoạn sau Tết. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 năm 2021, mùng 4 đến mùng 10 tháng Giêng, các mắc tàu SE13, SE15, SE19, SE23, SE29 sẽ được áp dụng chương trình này tùy theo cự ly vận chuyển. Cùng khoảng thời gian trên, ở khu vực phía Nam, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cũng thực hiện chương trình giảm giá vé đến 15% đối với một số mắc tàu số lẻ chiều từ Bắc vào Nam. Theo đó, các mắc tàu được áp dụng gồm có SE11, SE29, Hà Nội đi Sài Gòn, SE13, SE15, Vinh đi Sài Gòn, SE17, Đồng Hới đi Sài Gòn, SE27, D1, Đà Nẵng đi Sài Gòn. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ huy động lực lượng thanh tra ở các huyện ngoại thành tăng cường cho khu vực nội đô để trực tiếp điều tiết phân luồng giao thông tại 62 vị trí nhằm giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Cụ thể, các chốt thanh tra này được bố trí chốt trực thường xuyên trong giờ cao điểm, sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 tại các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Hà Đông. Lực lượng thanh tra giao thông chủ động và phối hợp với các lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng khác tổ chức các chốt trực phân luồng hướng dẫn giao thông nhằm mục tiêu hạn chế ùn tắc tại một số nút giao thông thường xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm, đảm bảo đi lại của người dân. Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, sau khi đã đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội 13 của Đảng, các lực lượng công an tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch mới với quyết tâm bảo đảm an ninh an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau một tháng tới thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Kim Động phát hiện bắt giữ xử lý hơn 20 vụ việc, chủ yếu là vi phạm về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội, buôn bán hàng cấm và vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế. Điển hình như phát hiện bắt giữ gần 350 kg pháo nổ với 3 đối tượng vận chuyển sử dụng ma túy, 6 vụ, 22 đối tượng đánh bạc. Cùng với đó, xử lý hành chính một vụ vi phạm pháp luật về môi trường, hơn 80 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Vận động thu giữ 2 khẩu súng, 2 quả lựu đạn cùng một số vũ khí khác. Thực tế trên cho thấy tình hình tội phạm càng sắp Tết càng có diễn biến phức tạp, đa dạng và khó lường. Tiếp tục triển khai các lực lượng bám sát địa bàn để tăng cường rà soát các băng ổ nhóm, đối tượng nghi vấn, chỉ đạo các đội công tác và lực lượng công tác xã thị trấn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, tuần tra, kiểm soát vũ trang, phòng chống tội phạm. Đặc biệt chú trọng đến tình hình trộm cắp tài sản và các đối tượng thanh niên chơi bời nghiện hút, từ đó có biện pháp phòng ngừa đấu tranh kịp thời để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Với các chiến sĩ cảnh sát cơ động thì trong hoàn cảnh nào họ vẫn âm thầm lặng lẽ tuần tra trong đêm trên khắp các tuyến đường, các vùng quê xa vắng để đảm bảo an ninh an toàn. Công an các xã phường thị trấn, những người trực tiếp ở cơ sở thời điểm này đều tổ chức xuống địa bàn thôn xóm, chủ động rà soát, phân loại, nhận định tình hình từng tụ điểm, từng khu vực và từng đối tượng, từ đó có kế hoạch đấu tranh ngăn chặn. Cùng với đó, yêu cầu các hộ dân, các hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm pháp luật và thực hiện nghiêm việc khai báo khi phát hiện có các dấu hiệu khả nghi hoặc khi xuất hiện các đối tượng lạ mặt trên địa bàn. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể về việc công tác phân công lực lượng đảm bảo chốt trực tại các địa điểm nhạy cảm về an ninh trật tự, cũng như là tổ chức tuần tra vũ trang ban đêm, sử dụng các công cụ hỗ trợ sẵn sàng trấn áp các loại đối tượng mà vi phạm pháp luật, cũng như là các đối tượng trộm cắp cướp giật. Đặc biệt là trong tháng Tết, tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID xã và phối hợp với các ban ngành đoàn thể
từ xã đến cơ sở tăng cường các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo Tết an lành an toàn cho bà con nhân dân đón Tết. Kết quả đạt được thời gian qua chắc chắn sẽ là lời cảnh báo răn đe cho các loại hình tội phạm, đồng thời là động lực tạo thêm sức mạnh cho các đơn vị tăng cường đấu tranh, đảm bảo an ninh, an toàn, giữ bình yên để nhân dân vui Tết đón xuân. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng của chương trình Nhìn từ Phố Hiến cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.